Mình vừa có con rúi là đẻ xong ăn con luôn rồi các bạn ơi. Đẻ ra phát ăn luôn. Đây là mình ngồi mình canh nó để vừa đẻ con tiếp theo là mình cướp con nó luôn. Cướp con nó để mình mang đi mình gửi. Thì đây là cái cách mà mình mang đi gửi. Thì mình sẽ lấy phân của một cái con mẹ đang nuôi con á, mình ủ lên người con này. Đây mình làm lần đầu thôi. Mình sẽ lấy phân ủ lên người con này tầm 5 đến 10 phút. Rồi bắt đầu mình mới gửi vào cái chuồng mà mình lấy phân đấy. Đó, ủ này để cho nó có mùi của con mẹ kia. Khi thả vào thì nó sẽ không ăn cái con này nữa. Còn con mẹ này, đẻ xong rồi mình không cướp con của nó là nó lại ăn nốt thôi các bạn ạ. Chắc nó đẻ hết rồi đó. Đây mình sẽ gửi sang con này. Gửi sang con mẹ này. Con mẹ này thì đẻ được 2 ngày các bạn. Con khá là đen này. Đây là em mẹ này nữa. Em này đẻ đầu tiên này. Con là đen thui. Hai con đẻ thì êm đấy, nhưng mà tự nhiên con cuối cùng thì nó lại đẻ ra, nó lại ăn con mà mình không hiểu lý do vì sao các bạn. Thức ăn thì rất là đầy đủ. Nó đẻ ra phát là nó ăn con luôn. Lứa sau nếu mà đẻ ra mà ăn con nữa là mình thịt luôn các bạn. Đó. Đây, mình ủ nó đây. Đây, dù mới sinh sản đấy. Vừa đẻ ra phát là mình bắt ngay nhé. Vừa đẻ ra phát là mình bắt ngay. Bắt ra lấy phân của con kia ủ vào. Thì để cho nó có, để cái con này nó có cái mùi của con mẹ mình muốn gửi ấy. Ví dụ như là các bạn muốn từ con của con cái hai mà bạn muốn gửi sang con cái một ấy, thì bạn lấy phân của con cái một ủ lên người cái con này. Xong rồi mình sẽ vứt con này vào con cái một này. Lấy phân ủ này cho nó có mùi, có cả mùi nước tiểu nữa. Phân này có cả mùi nước tiểu nữa. Đây là hình ảnh con rúi vừa mới đẻ ra xong đấy các bạn nhé. Thì mình không biết là mình gửi có thành công hay không. Nhiều khi nó mà thất bại là nó ăn cả con của nó luôn đấy các bạn nhé. Nhưng mà mình cứ phải liều thôi chứ không thể nào bỏ được. Chứ mình mà có để lại cái kia thì con mẹ kia nó cũng ăn nốt con này thôi các bạn ơi. Có khả năng là do nó gần đến ngày đẻ thì nó thiếu chất gì đó mà mình không rõ, mình cho ăn thì tre rồi cỏ voi rồi cỏ đót rồi bắp cám khoai lang mía các kiểu, không thiếu một thứ gì cả. Mà stress thì mình không biết là nó có bị stress không, tại vì mình cũng dọn chuồng của nó cách đây mấy ngày rồi. Chứ mình không có, mình biết nó gần đẻ mình đâu có dọn chuồng đâu, mà mình để nó rất là yên tĩnh. Cả ngày mình cho ăn đúng một lần thôi. Mình nghĩ là sẽ tập tính của từng con nữa các bạn ơi. Lần sau nó mà đẻ nó mà ăn con nữa là mình sẽ thịt nó luôn, hoặc là mình sẽ chắc chắn mình sẽ thịt nó. Thì cái này nó đẻ sẩy xong rồi cỡ tầm 15 đến 20 ngày sau mình sẽ ghép lại nhé các bạn nhé. Là khi đấy nó sẽ có chu kỳ động dục của con cái rồi. Mình ghép lại thì nó sẽ đậu thai. Còn nếu các bạn để lâu quá thì nó sẽ lãng phí thời gian đấy. Thì cỡ tầm 20 tháng giêng mình sẽ ghép lại. Là tính ra mình để đến ngày đấy là 25 ngày đó. Tại vì hôm nay là 25 tháng 12 âm lịch rồi. Thì qua đến 20 tháng giêng thì mình sẽ ghép lại cho nó sinh sản tiếp. Thì như một quá trình sinh sản thì mình ghép thì đến bây giờ có tầm 45 ngày, 45 đến 50 ngày thì con rúi nó sẽ đẻ. Tại vì mình không biết chắc chắn là khi nào con rúi nó đậu thai cả. Ở cái clip lần trước mình làm ấy thì nó nhảy rất là mạnh á. Thì mình tính đến ngày có con thì là 43 ngày, con thì 47 ngày. Con này thì là 48 ngày đây. À 50 ngày là nó đẻ đây. Còn hai con kia thì con 43 ngày, con thì 47 ngày, con thì 50 ngày. Nó rất là nhanh. Mà từ ngày đẻ tới ngày mình tách mẹ được thì cứ tầm 45 ngày cũng tách được các bạn ạ. Muốn cứng thì để tầm 50 ngày. 50 ngày tách.
tách xong là các bạn lại ghép được ngay nhé. Sau khi tách tách con xong là các bạn nên ghép được ngay để cho nó lại có một quá trình sinh sản mới. Đó, thì nãy giờ mình ủ cũng được tầm hơn 5 phút rồi. Đây mình sẽ bắt con rúi con này ra nhé. Không biết con mẹ đã kịp cắn cái nào chưa? Chắc là chưa đâu các bạn ơi. Đây, nó vừa mới ra khỏi lọt lòng xong nhé các bạn nhé. Đây hình ảnh mình chú rúi vừa mới lọt lòng xong đây. Đây mình sẽ ôm cả đống phân này và thả vào trong chuồng của con cái mẹ kia. Thì để mình xem nó có chấp nhận cái con này không nhé. Mọi sự đều phải thử hết. Mình không biết là nên để cạnh hay là để cho nó càm con vào hay thế nào. Thôi mình để đây đi. Xem nó càm con vào không các bạn nhé. Mọi người theo dõi cùng mình nhé. Hy vọng là nó sẽ càm con vào và nó nuôi. À may quá, nó càm con vào rồi. Đó nhé các bạn. Đó, nó giấu vào đó là nó cất con nó đi ạ. Ôi mừng quá các bạn ơi. Mình chỉ sợ là nó không chấp nhận đứa con này thôi. Nhưng mà rất may là nó đã càm đứa con này vào. Đó các bạn thấy chưa. Đó, hai em kia đã ra được 2 ngày rồi. Ôi, tim mình vẫn đang đập bình bịch luôn các bạn ạ. Tại vì giá trị của một con rúi này rất là cao nhé các bạn. Mất một con là đứt như một khúc ruột. Mà mình không biết là nó lại đẻ ra nó lại ăn con. Đó. Hy vọng là con mẹ này sẽ chấp nhận con kia. Thật là tuyệt vời. Nó khá là dễ đó các bạn. Nó vừa rút được cái nhau thai cho nó ăn. Thì mình không biết là nên xử lý cái con mẹ này nó như bằng cách nào. Nếu mà mọi người ai có ý kiến hay thì hãy bình luận ở phía dưới video cho mình để chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. Thực sự đây mình là lần đầu nuôi chú ý đâu. Kinh nghiệm mình toàn học hỏi trên mạng đó các bạn nhé. Đó. Cái việc mà anh em ghép cho nó sinh sản cùng một lứa ấy, thì nó sẽ có một cái lợi. Đó là ví dụ như là trường hợp con mẹ nó mà không cho bú, mình có thể mang đi gửi được. Hoặc là nó không chịu nuôi con ấy, nó ăn con ấy, thì mình cũng có thể mang đi gửi được như thế. Đó, đó là cái lợi mà khi mà anh em ghép sinh sản những con nào đủ tuổi sinh sản, anh em nên ghép cùng một lứa, đẻ cùng ngày, đẻ gần nhau ấy. Thì nó có xảy ra cái vấn đề gì thì mình có thể mang con đi gửi được nha các bạn nhé. Chứ nếu mà anh em mà ví dụ ghép là con này đẻ được tháng rồi, con sau mới đẻ nữa, con sau đẻ mà đến lúc đẻ xong mà nó không có chỗ để gửi ấy, thì chắc chắn con rúi con nó sẽ chết. Đó, con rúi mẹ này nó chấp nhận con rúi con rồi các bạn nhé. Khá là đơn giản. Nhưng mà hình như là nó chưa biết bú. Thôi, lại phải chờ đợi vào sự may mắn đấy các bạn ơi. Đó. Đây là mình lần đầu nuôi rúi đấy. Kinh nghiệm thì mình không có nhiều. Anh em nào mà có kinh nghiệm gì hay về cái việc mà rúi sinh sản ăn con này thì mọi người chia sẻ với mình nhé mọi người nhé. Hãy đóng góp những ý kiến cho mình biết để mình lần sau mình rút kinh nghiệm cho mọi người nhé. Có thể là do nó thiếu chất hoặc do nó bị stress gì đó thì nó sẽ ăn con. Thì cái vấn đề mà rúi đẻ ra ăn con nó rất là thường xuyên xảy ra các bạn ạ. Hầu như ai nuôi rúi cũng bị hết. Rất là khó chứ không phải dễ đâu các bạn ơi. Nuôi một con rúi này rất là phức tạp chứ không phải là dễ. Đó. Thì ai có ý kiến gì hay là biết cách nuôi thì hãy chia sẻ với mình nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.